Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi nhà của ông Trương Đình Hùng tại thôn 9 xã Người Hưng, huyện Chư Bả. Rất may, vụ cháy không làm thiệt hại về người. Theo thông tin từ người dân, căn nhà gia đình ông Hùng đột nhiên bắt lửa và bốc cháy dữ dội. Khi được phát hiện thì ngọn lửa đã lan rộng ngoài tầm kiểm soát. Sau 15 phút, lực lượng cứu hỏa đã có mặt, nhưng khi ngọn lửa được dập tắt thì ngôi nhà rộng gần 150m² đã trở thành đống tro tàn. Mọi vật dụng có giá trị của gia đình ông Trương Đình Hùng cũng bị đám cháy thiêu rụi. Rất may, ngọn lửa đã được khống chế kịp thời, không làm cháy qua các hộ gia đình bên cạnh. Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, gia đình ông Trương Đình Hùng không có mặt ở nhà. Tới 15 giờ, sau khi nghe hàng xóm báo tin, ông Hùng về tới nơi thì nhà cửa của cải đã chìm trong đống lửa. Theo ông Hùng, tổng thiệt hại của gia đình ông sau vụ cháy ước tính trên 100 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.